Khởi nghiệp với năm suất cơm mù, chàng trai khiến khách hàng xếp hàng dài, tò mò không biết hôm nay được ăn món gì. Gần đây, một chàng trai miền Trung đã biến ý tưởng này thành hiện thực với dịch vụ bán cơm Flybox độc đáo. Không chỉ gây tò mò, mô hình này còn mang đến trải nghiệm mới mẻ và bất ngờ cho thực khách. Không giống với những hộp cơm thông thường có thực đơn cố định, các suất cơm Flybox của chàng trai này không tiết lộ món ăn trước khi giao. Khách hàng sẽ chỉ biết họ ăn gì khi mở hộp. Chính yếu tố bất ngờ này đã khiến dịch vụ nhanh chóng thu hút sự chú ý trên TikTok, nơi anh chàng thường xuyên cập nhật video, chia sẻ về những bữa cơm độc đáo do mình chuẩn bị. Đặc biệt, mỗi ngày anh chỉ nhận đúng 5 đơn hàng, giao vào buổi sáng trước giờ làm việc. Hộp cơm được đựng trong khay thủy tinh sang trọng, đảm bảo vệ sinh và phong cách chuẩn cơm văn phòng. Đáng chú ý, thực đơn thay đổi theo ngày, sử dụng nguyên liệu địa phương tươi ngon, mang đến cảm giác vừa thân thuộc, vừa mới lạ cho người thưởng thức. Các video bán cơm của chàng trai đã nhận được hàng chục nghìn lượt xem và hàng loạt bình luận thú vị từ cư dân mạng. Nhiều người tỏ ra thích thú, cho rằng đây là cách ăn cơm giống như bữa cơm mẹ nấu, chẳng biết hôm nay ăn gì nhưng luôn bất ngờ và ngon miệng. Có người còn đùa rằng đặt cơm từ anh như chơi xổ số ẩm thực, mỗi ngày đặt một hộp, biết đâu hôm nay được ăn món khoái khẩu. Với sự ủng hộ từ cộng đồng mạng, anh chàng quyết định tăng số lượng từ 5 lên 6 suất mỗi ngày. Dù vậy, nhu cầu của khách hàng vẫn vượt xa khả năng cung cấp. Nhiều người thậm chí xin địa chỉ để tự đến lấy, mong muốn được trải nghiệm suất cơm Flybox đặc biệt này.